Như vậy thì hội chứng siêu hấp cấp của em dựa vào điều gì?
chị đi. Các bạn phải làm sao để khi ra khỏi cái phòng này luôn chiều nay trong vòng một tiếng đồng hồ làm việc với nhau, các bạn phải hiểu tôi đang nói gì cho hết. Các bạn cần học bài nhiều đâu, quan trọng các bạn hiểu hay không thôi. Rồi mời lên đây đi. À hai chị bạn em rồi. Để chị nghĩ là em thấy bé này có mọi chứng là nhiễm siêu vi đường hô hấp trên, bởi vì bé có sông mũi trước trong, nghẹt mũi, dạ, đúng không? Dạ. Với lại em thấy bé có rất là ẩm, mũi ra ngay, thở có tăng nhanh trên âm u. Em nghĩ là bé có mọi chứng là tắc nghẽn trong hô hấp. Gì? Trên phía dưới. Tức là sau khoảng thời gian bị bối rối đã thay đổi ý định. À bạn bắt đầu phát hiện ra hội chứng bị siêu vi hô hấp trên, đồng ý không? Đồng ý không? Có ho, có sưng mũi nước trong, vậy có phải là dấu hiệu siêu vi hô hấp trên không? Đồng ý. Bạn phát hiện ra là có hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp mà theo khuyến cáo của bạn đó thì trên dưới không rõ, mà ở đây thì dưới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì tụi em phải hiểu cái vấn đề ha. Thì mình có cái rút lợi lực, mình có cái lợi nhanh như vậy thì hai cái dấu hiệu đó hay nói được là gì? Siêu thấp, các bạn hiểu đấy không? Hội chứng siêu thấp là hội chứng thứ hai. Bây giờ các bạn đọc lại tại sao đứa nhỏ siêu thấp thì các bạn đi tìm cái hội chứng kế tiếp nữa để chúng ta coi coi cái gì để dẫn đến siêu thấp của đứa nhỏ này. Như vậy thì nhớ ở cái phổi của chúng ta bị tổn thương, cái này tập trung tại hô hấp chưa? Bệnh lý này tập trung nhiều ở hô hấp chưa? Hô hấp nhiều rồi, có ho, có sụt mũi, có khó thở, nghe phổi có bất thường. Như vậy thì đang thương và hô hấp nhiều nè. Như vậy thì ở cái phổi chế trong trường hợp mà tổn thương thì theo các bạn có bao nhiêu chỗ để nó tổn thương? Cái phổi là bị bệnh, cái bệnh ở chỗ nào? Để nó gây ra bệnh này. Nếu các bạn hiểu được vấn đề rồi thì các bạn đi tìm bệnh không có khó. Vậy thì đầu tiên ở cái phổi mình bước xuống mình có cái đường thở đúng không? Thì nếu mà chúng ta bị tổn thương ở vùng đường thở thì các bạn sẽ có tắc nghẽn của đường thở. Các bạn mình gọi hội chứng tắc nghẽn không? Thì trong hội chứng tắc nghẽn nó chia thành hai cái là tắc nghẽn đường thở trên và tắc nghẽn đường thở dưới. Mình sẽ đi sâu hơn về vấn đề đó. Tắc nghẽn đường thở trên, tắc nghẽn đường thở dưới. Rồi đi hết tới cái đường thở của mình, chúng ta đi xuống tới đâu? Sau khi đi xuống tới phế quản, tới khí quản, phế quản, các tiểu phế quản thì đi xuống tới đâu nữa? Tới phế nang, tổn thương tại phế nang được gọi là viêm phổi. Mình học rồi chưa? Vậy thì hội chứng của viêm phổi, hội chứng của tổn thương phế nang có hiện diện tại đây không? Hiểu không? Nếu thở nhanh, nếu rút lợn cực chỉ nói lên được cách thở thay đổi mà thôi, không nói lên được rằng tổn thương tại đâu. Đồng ý cái này không? Nhưng cái cách thở nào để quyết định rằng là tổn thương tại đâu? Ví dụ như khó thở thì hít vào, thì nó khác với khó thở thì thở ra, nó sẽ cho mình biết tổn thương tại đâu. Các bạn hình dung được không? Hít ra lỗ phổi, tại sao y hai phải học nghe răng? Mà có được học không? Công quá cho nên không sàng học không? Hay là học skillet? Học skillet thì khả năng phát hiện rất là thấp, cho nên là bây giờ đã tăng 4 được đi lâm sàng thì ráng chịu khó nghe đi nha. Tập phát hiện triệu chứng dấu hiệu, các bạn chỉ có chẩn đoán được khi các bạn có đủ nguyên liệu luôn. Các bạn không tìm ra được dấu hiệu các bạn chả đi đến chẩn đoán nào hết. Như vậy thì chúng ta phải đi tìm em bé này có chịu có cái răng bất thường ở mỗi là răng gì, răng ngáy với răng ẩm. Như vậy quay lại triệu chứng học với Y2, răng ngáy với răng ẩm là răng của ở đâu tổn thương? Rồi bây giờ mời một cái tay đi trả lời mà tổng thể thì không có hiểu ai đã nói hết. Mời một cái tay, rồi mời em. À, thưa chị, là răng ngáy nghĩa là răng khi mà cái đường thở nó hẹp thì khi mà khí luồng khí nó đi xuống nó sẽ đi qua cái chỗ hẹp đó thì nó sẽ gây ra một cái tiếng liên tục là cái tiếng răng ngáy. Nhưng mà khi mà đi xuống đến phế nang vô mô phổi thì khi mà nó có dịch này nọ ở giai đoạn đầu nó còn lỏng thì nó sẽ sọc cái dịch đó lên và nó sẽ gây ra cái tiếng răng ẩm. Nhưng mà sau một cái viêm phổi để lâu thì khi mà nó xuống nó sọc cái dịch lên nhưng mà nó rít, nó làm tắt cái phế nang thì nó gây ra răng mổ. Vậy ở đây cái răng ngáy trên cái bệnh nhân này thì nó sẽ có vừa có cái hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới và vừa có cái hội chứng nhiễm trùng hô hấp dưới được. Cảm ơn em. Một cái phân tích về cơ chế của các tổn thương ra tại phổi mà bạn rất là thuộc bài. Tuy nhiên, thật sự là mà nói răng ẩm, bạn còn có thể nghe nó có bắt buộc rằng là răng ẩm là răng phải cái nang hay không? Phải đi xuống tới cái nang rồi bạn mới nghe được cái răng ẩm hay không? Không. Bạn hãy như thế này để ý những bệnh nhân mà lớn tuổi một tí, hôn mê, ví dụ vậy, nằm lâu, hôn mê, tắt cái ống nghe vô, có nghe được răng ẩm không? Nghe răng ẩm rất là nhiều và những
nghe phổi có đàn tích đàn ngáy, nãy giờ chúng ta đã phân tích tới. Như vậy nhìn qua cái đứa bé này, chúng ta nhìn sơ sơ thấy mấy hội chứng, ba hội chứng lớn. Hội chứng thứ nhất, nhiễm khuẩn siêu vi hô hấp trên. Hội chứng thứ hai, siêu hô hấp. Và hội mà mức độ siêu hô hấp lại là chuyện khác, nhưng mà nó có hội chứng siêu hô hấp. Còn hội chứng siêu hô hấp này nặng hơn mức độ nào lại là một câu chuyện khác. Hiểu ý nha. Và cái vấn đề thứ ba của đứa bé này có là nó hội chứng tắc nghẽn đường thở bên dưới, đang được lý giải cho cái vấn đề siêu hô hấp của đứa bé này, được không? Như vậy thì ít nhất bạn đã có ba hội chứng. Vậy bây giờ với ba hội chứng đó bắt được, bạn đang nghĩ gì về tiền nhiều nhất? Giờ sau hơn đi về chẩn đoán, với hội chứng của bạn bắt đầu nghĩ tới là gì? Bây giờ viêm phổi mình còn nghĩ nhiều không? Nhưng mình loại trừ được không? Không, mình không loại trừ viêm phổi được, bởi vì bệnh nhân có thể nhanh, bệnh nhân có rút lợn cực, đúng không nè? Là bệnh nhân đang không loại trừ viêm phổi. Bạn còn cần gì nữa? Bạn còn nghĩ là gì nữa trong sự trong cái hô hấp được tôi dạy cho chúng ta bạn? Giờ còn bài gì nữa? Bài học rồi. Bài hen. Vậy trong bài hen, là mình thuộc về lý của cái gì? Của phế nang này, của đường thở. Đường thở. Mà đường thở trên hay dưới? Vậy là không mất rồi. Chúng ta đang tiếp cận tắc nghẽn đường thở dưới. Vậy có ai nghĩ tới hen hay không? Tôi sẽ ưu tiên cho một người nào đó khác ngoài em, mời mình em rất là ok, và tôi sẽ cho những bạn khác cái cơ hội để phát biểu. Lý do bé trai này là bệnh gì? Bé trai 3 ngày rồi, tức là với lại là khi là rồi sẽ có triệu chứng là có một triệu chứng nhưng mà tổng thời gian dài hơn. Mời quý vị khác, cảm ơn em. Hình như là khởi phát chậm hay khởi phát nhanh không phải là một cái gì thế này. Bắt đầu quay lại, nhớ lại coi cái bài hèn, nghĩ đến hèn khi nào để bạn sẽ bắt đầu hiểu được nè. Rồi mời em, mình sẽ quay lại bài này rồi quay lại tới em. Tôi biết là em có nghĩ đến hèn bé này, từ bé này chỉ có bé này 9 tháng thôi, nếu như mà bé này là lớn hơn 2 tuổi hoặc là bé lớn hơn thì em có thể nghĩ đến hen. Với lại là em sẽ khai thác thêm của bé này là có thể là có phải khò khè lọc hay nhiều lần chứa hay không, và cái là bé này khò khè là cái khò khè của bé này là có phải là lặp lại nhiều lần hay không, còn cái khò khè này là có thể là lần đầu hay không. Dạ. Đồng ý ở khái niệm là khò khè lặp đi lặp lại. À, gì đó là chuyện của hen. Dạ, để khai thác thêm tiền căn của bé này ở gia đình. Tiền căn gia đình của bé này như thế nào? Tiền căn là gia đình của bé. Gia đình có cái gì? Có cái người nhà bị hẹn hay không? Dạ. Đang nữa không? Đúng rồi đó, hoàn toàn. Ngoài trừ cái yếu tố tuổi, tôi sẽ phân tích sao? Rồi, các bạn... Rồi, sẽ nghĩ thêm cái nữa. Mời áp, mời bạn có không? Nhìn đi, nó thật xa. Em. Rồi, thì đi nữa không? Em bên kia không? Vậy là làm rõ rồi. Bắt đầu thấy được vấn đề rồi. Như vậy thì đặc trưng của hen nằm ở chỗ nào? Thứ nhất, người ta có một khái niệm được gọi là hen nhũ nhi. Nhũ nhi nghĩa là tuổi, còn bố mẹ, tức là thường là
Còn với cái hỏi những cái vấn đề khác nữa thì nó sâu quá, tôi không muốn nói, chỉ muốn nói các chọn để cho các bạn có cái nhìn về ba cái vấn đề này rõ ràng hơn thôi nha. Cho nên chúng ta đi qua cái mục tiêu bài học của mình. Thứ nhất, các bạn phải nắm được mình sẽ có năm mục tiêu lớn. Mục tiêu sẽ là cái gì? Thì sẽ nằm trong các mục tiêu. Các bạn nói các mục tiêu ha. Vậy thì bây giờ định nghĩa của cái chữ kết quả là gì? Người ta nói rằng là cái ghi chữ kết quả là một cái đột biến cấp tính thường là do virus ở các vị trí của tiểu phế quản, tức là đường thở nhỏ ha, mà nó dẫn đến cái đợt khò khè tuần đầu tiên. Đây là cái điều mà chúng ta đang nói tới. Như vậy thì cái việc khai thác tiền sử quan trọng không? Quan trọng lắm, để được chẩn đoán hay là lần đầu tiên sau một cái viêm hô hấp trên mà không lý giải được bởi các nguyên nhân khác. Như vậy bạn thấy cái tiêu chuẩn nó rõ ràng không? Không, tiêu chuẩn nó không rõ ràng. Một cái siêu vi của hô hấp trên sau đó dẫn đến một cái đợt khò khè mà không thể lý giải được bởi các nguyên nhân khác, cho nên nó là một tiêu chuẩn chẩn đoán loại trừ. Có đúng không? Nó khác với là các cơ bệnh lý khác mình có cái tiêu chuẩn để chẩn đoán. Hàng ngày mình không có tiêu chuẩn, và cái tuổi để mà gây ra cái bệnh này là dưới 2 tuổi. Vậy người lớn có cái tiêu chuẩn không? Cái đường thở của mình có bao nhiêu cái cấu trúc thì mình đều bị viêm hết. Người lớn có bị không? Vậy nhưng cái viêm tiểu phế quản của người lớn có gây ra bệnh cảm hay không? Thì không. Các bạn hiểu là đường thở của em bé của mình á, những cái cái dưới 2 tuổi nó rất là nhỏ, và chính vì cái đường thở nhỏ đó nó mới tạo ra được cái mặt này. Chúng ta sẽ đi ra tiếp tục về những cái lý của chúng ta nhiều hơn ha. Như vậy thì về phương diện dịch tễ, ta thấy rằng là tuổi thường hay gặp của mình là dưới 2 tuổi, nhưng mà cái định tuổi mà các bé hay gặp là từ 3 tới 6 tháng nha, chứ không phải. Do đó là các bé là trên 1 tuổi thì về phương diện lâm sàng người ta cũng ít nghĩ đến những cái khoản hơn, còn ở dưới 1 tuổi người ta nghĩ đến những cái khoản nhiều hơn, chứ không có nghĩa rằng là không có. Và người ta nói rằng là thường xảy ra một cái mùa với RSV là mùa khô, cuối thu đầu xuân, nhưng mà tại bệnh viện Nhi đồng 1 cũng như bệnh viện Nhi đồng 2 thì tuổi năm khác nào, mùa nào trong năm cũng có bị nhiễm được bệnh hết. Và cái con mà nó gây ra là RSV, con chiếm đa số. Vậy RSV là cái gì? Virus mập vào, hay rất ít ra còn biết nó là virus mập vào. Ngay đó chúng ta có những con khác. Thì đặc tính của virus mập vào này là nó lây rất là dữ, và nó có thể tạo ra dịch. Và nếu ở nước ngoài đó thì một bệnh nhân bị viêm tiểu phế quản IgG đồng 2 đang đi IgG đồng 2 lên đây là cái IgG đồng 2 nãy giờ đang đổ chị đi nhiều nhất là tại vì IgG đồng 2. Nhưng mà như vậy chứng tỏ là các em có làm việc đúng không? Rồi như vậy thì cái ở bên IgG đồng 2 các bé bị tiểu phế quản bằng đâu? Thì nên được thở để mà nó gây ra bệnh thai. Thì khi con RSV
nhiệt lên trên da của cơ thể mà chúng ta bị chẳng hạn như một cái ly nước sôi đang nãy bạn vô tình không biết bạn đụng ngang qua sâu hơn một tí có một con nước phồng lên phồng từ đó gọi là phồng độ 2 và cái việc bóng nước đó nó lên được là do cái tổn thương màng nãy đã bị trên cái da đó. Còn trong việc ngược lại tóc da hay khơi của cái thằng mà chúng ta bị về và tổn thương màng đó là tổn thương không liên quan đến như vậy thì những cái gì mà nó không sắp lên thằng đấy thì nó làm cực nhanh các bạn thấy các bạn lộ da là xong đến hết nhưng ngược lại với các sang thân xuống tới thằng đấy với cái bóng nước đó các bạn có nghĩ nó làm nhanh không? Không trong đời chứ không bị bỏ cần đúng không? Vậy thì cái gì mà đã lên bóng nước vỡ bóng nước trợt ra là các bạn sẽ thấy nó không làm nhanh một tí nào. Vậy thì đây chính là cái đặc tính các bạn phải hiểu để các bạn biết diễn tiến của mình. Như vậy cái LSD đắp trên cái niêm mạc của đường thở nó tổn thương tế bào mà giá trị của niêm mạc đường thở là để làm gì? Để làm gì các bạn? Nó có những cái lông chuyển trên đó để nó đẩy đồ dơ ra ngoài đúng không? Nó đẩy đây đây đẩy bây giờ cái niêm mạc tế bào thì bị tổn thương sát ra đó cái đó nó tới thì cái trung thì nó bạch cầu tới ứng tầm bạch cầu tới bạch cầu tới đúng nhau mình đồng đó thì nó sẽ tạo thành xác chết vừa của virus, vừa của tế bào, vừa của bạch cầu cộng thêm các khối lạnh lông chuyển ngay phía trên đó lông chuyển mục tiêu là để tiết dịch bây giờ loạn tiết luôn các bạn hiểu ý không? Thì nó sẽ tạo ra những cái dịch tiết rất là nhiều viêm phù đề tăng tiết đường thở ta đường thở bình thường đường thở dày hẳn lên viêm phù đề tăng tiết thì hậu quả của cái cuối cùng của hậu quả này là gì? Tắc vọng các bạn nhớ không? Tắc lọc mà nó còn cái ghét hơn nữa là nó sẽ tạo ra các nút bàn của trong đó tức là các cái xác chết các cái dịch thì cái đó quện lại với nhau nó tạo thành ra những cái nút người ta gọi đó là các nút bàn như vậy thì cái nút bàn tắc trên cái đường thở bị viêm nó dẫn đến hậu quả gì cho các bạn? Viêm tăng tiết nhầy phản ứng viêm có thể dẫn đến co thắt đường thở thành một số bé như vậy thì cái lòng đường thở sẽ hẹp lại vậy thì chuyện gì xảy ra? Tắc đường thở bên dưới tắc đường thở bên dưới thì chuyện gì xảy ra? Mình vô được không? Đường thở bị tắc lại rồi chuyện gì xảy ra? Mời bạn gái dạ có thể em bị xem tủ mặt giảm cái trao đổi khí. Bây giờ trước khi xe phổi là sao? Dạ có nghĩa là nhu mô phổi nó không có giảm được. Như vậy thì tại sao nó xẹp? Nếu nó có cái nút đạn nó tắt thì tại sao nó xẹp? Dạ thì không có khí lưu thông. Chính xác. Như vậy thì nếu nó tắt hoàn toàn mà bạn không có khí lưu thông thì bạn sẽ có hậu quả là xe phổi. Nếu mà nó tắt không hoàn toàn tại vì không phải lúc nào nó tắt hoàn toàn. Dạ, nếu mà tắt không hoàn toàn thì cái nút nhầy đó nó sẽ đi xuống cái đường nhỏ hơn thì nó lại tắc. Tức là phải ép nó tắc hoàn toàn mới được. Như vậy thì trước khi nó tắc không hoàn toàn, trước khi nó tắc hoàn toàn thì nó vẫn là tắc không hoàn toàn. Như vậy thì đối với không hoàn toàn đó là nghĩ gì? Rồi cảm ơn em. Ai biết một cái tắc không hoàn toàn sẽ dẫn đến 7 khi. Tức là khí đi vào được, mà khí đi ra khó khăn hơn. Tại vì khi chúng ta biết là động tác chủ động thì chúng ta thở là động tác bị động đúng không? Mà chủ động thì chúng ta dùng lực chúng ta kéo khí vô được chứ còn bị động thì nó phải trong để mà đẩy ra. Mà bây giờ mình bị động quá mình không đẩy ra được thì chúng ta bắt đầu có gắng sức để đẩy ra. Do đó trên đường thở này đang là đường thở tắc nghẽn. Tắc nghẽn đó sẽ dẫn đến hai vấn đề cơ chế, một là bẫy khí. Hai là xẹp phổi các bạn sẽ thấy được ha. Tắc không hoàn toàn chúng ta có 7 khí, tắc hoàn toàn chúng ta có xẹp phổi. Như vậy thì bây giờ hình dung nếu 7 khí thì chuyện gì xảy ra? Vậy cái gì xảy ra? Cái khí rất là nhiều trong cái nang. Một cái nang nó phình lên
Được chưa? Nghe được vấn đề đúng không? Rồi, đúng ha. Như vậy thì câu hỏi quay trở lại chiều dưới tất cả đường ở dưới giờ liệt kê được chưa? Giờ liệt kê được chiều dưới tất cả đường ở dưới không? Lúc đầu chúng ta có gì rồi? Về biểu hiện bên ngoài thấy có tiếng thở bất thường là hò hè. Rồi đường thở dưới là tắc nghẽn. Như vậy thì thì thở ra không còn là thì chủ động đáng kể thì chủ động nữa. Phải tăng chủ động hơn một tí, nó sẽ kéo dài cái thì thở ra. Thì các bạn sẽ thấy thì thở ra kéo dài. Cái này mình biết sao gọi là dài. Thì các bạn hỏi là bác sĩ của mình ha. Ở trên mặt sàn, chị chị ra gọi là thở ra kéo dài. Anh chị nào đó, thầy cô nào đó chỉ cho mình cấp cho cái chân thở ra kéo dài. Và các bạn hãy nhìn vô thấy liền cái đứa này thở tâm hiểu lắm ha. Cái lòng ngực thì hơi căng lên, thở thì ra nghe khò kè khò kè, đặt cái ống nghe vô mình nghe được ra năm chín và năm ngày chúng ta phân tích cái vấn đề đó. Vậy nó so sánh với tắc nghẽn đường ở dưới và đường ở trên nó có những khác biệt các bạn có biết không? Ai biết? Thì khi áp lực nó dư nhiều rồi
lồng thì chúng ta mới có cái chuyện thở ra phụ lồng. Là tại vì hít vào thì chúng ta tạo áp lực chủ động, chúng ta kéo giãn lồng ngực. Cái giãn lồng ngực quá mức cái zero của nó cân bằng trong ngoài rồi, tiếp tục kéo giãn để nó nở lồng ngực hơn nữa thì nó quay lại áp lực dương lên. Áp lực dương lên đó so với cái zero bên ngoài nó tự động xèn lại để nó đưa khí ra ngoài. Được chưa? Thế vậy thì cái thời điểm này áp lực của dương, áp lực dương của lồng ngực xung quanh rất cao, nhưng ngược lại cái dương của đường thở thì ít hơn. Như vậy thì trên nguyên tắc đường thở sẽ bắt đầu bị đè xèn lại. Tại vì xung quanh dương nhiều, ở giữa dương ít mà áp lực dương là áp lực đẩy. Áp lực thấp là áp lực kéo. Hình dung được không? Áp lực dương là đẩy. Như vậy thì nó sẽ đẩy xẹp cái đường thở trở lại. Nếu đường thở tôi trơn tru không có chuyện gì xảy ra hết thì cái đẩy này không đáng kể. Nhưng nếu đường thở của tôi bị một cái tắc nghẽn hàng đây thì cái áp lực của đường thở sau tắc nghẽn là đi theo cái động động học của Venturi. Thì khi mà một cái luồng chảy, một cái dòng chảy đi ngang một chỗ hẹp thì áp lực sang chỗ hẹp sẽ giảm xuống, cho nên cái đại dương xoáy áp lực của chỗ hẹp sẽ giảm xuống. Như vậy thì bây giờ áp lực ở đây đang là 3 cộng nè, đang xuống 2 cộng nè, qua vào chỗ hẹp xuống còn rộng thôi. Vậy thì vô hình chung nó làm tăng nặng lên, chứ các bạn hiểu không? Có hiểu không các bạn? Tắc nghẽn của mình tăng nặng lên, do đó các triệu chứng của mình sẽ nặng nề hơn trong thời kỳ thở ra. Và chính vì vậy mà các bạn sẽ thấy bệnh nhân kéo dài thì thở ra, khò khè thì thở ra và nghe các cái đàm bất thường. Thì chúng ta đang lý giải tại sao mình có cái khó thở đó cho đứa bé và điều này thường lại đối với cái bệnh thở ngoài lồng ngực về nhà rất cần. Còn như vậy, thì bây giờ triệu chứng của một cái điều trị bạn chúng ta có gì? Hàng LC tăng chiều, còn có cái đâu? LC đầu tiên có cái đâu? Lên mũi họng đúng không? Chúng ta có một chứng nhiễm siêu vi ok. Sau khi nó ở mũi họng được 1-2 ngày, nhanh chóng lên dưới đường thở bên dưới, chúng ta sẽ bắt đầu có biểu hiện của tắc nghẽn đường thở dưới. Tùy theo cái mức độ tắc nghẽn này, các bạn sẽ có suy hô hấp hoặc không suy hô hấp tùy theo cái tắc nghẽn. Hình dung được chỗ này không? Rồi, như vậy thì nếu nó có biểu hiện siêu hô hấp thì chúng ta hiểu rằng siêu hô hấp này là siêu hô hấp của một cái tắc nghẽn đường thở dưới. Cho nên thở nhanh vẫn có, rút lỡ ngực có và chúng ta có cái khó thở thì phải này. Đúng không? Khó thở thì phải ra. Rồi, đối với các trẻ nhỏ chúng ta thấy tuổi nó có thể biểu hiện những cơn mình thở không ra. Và chúng ta có một triệu chứng nữa được gọi là gì? Mất nước. Đố các bạn biết tại sao mất nước? Tại sao mất nước? Tại sao mất nước? 4 giờ rồi. Tại sao mất nước? Không biết. Tại không muốn đa mê em. Dạ, tại vì nó có một cái thở nhanh. Có kẹp thì nó có sốt trong cái bệnh viện đó. Cứ cái cuối cùng mà nó bú không có được ăn, bú không được gì đó. Vậy thì em đang nói rất là đúng hướng mà. Nhưng mà mình phải đưa ra thành một cái kết luận để cho các bạn hiểu được. Và bạn không hiểu rõ hơn. Thở nhanh tại sao mất nước? Thở nhanh thì nó dùng cái giờ nó sốt cái con số thì nó sẽ sốt không đáng kể đâu. Em đã xem thường sốt với bằng tắc độ 5. Thở nhanh. Như vậy cái mất nước do sốt mất nước không thật. Và thở nhanh đó người ta gọi là mất nước gì? Các bạn phải học từ ngữ để khi mà trong y khoa người ta nói tới học biết. Hiểu không? Do lâm sàng mà mấy anh chị nói là mình phải hiểu liền. Người ta gọi cái đó là mất nước mất không ngủ biết. Nha. Cái đó là nước mất không ngủ biết. Một cách bình thường mình có thể đo được các lượng nước mất. Ví dụ như là đi qua các đường thải của mình, đường tiểu, đường tiêu hóa, đường niệu, mình đánh giá được các đường nước mất, đường nôn ói cũng có thể đánh giá được luôn. Nhưng nó có một cái nước mà chúng ta không đánh giá được, đó chính là nước mất không nhận biết. Và các hoạt động thở, hô hấp của da, hô hấp của niêm. Vậy ha, như vậy thì nước mất không nhận biết tăng lên, rất hợp lý. Các bạn mà nhìn thấy con chó mà không có thể thở thì cái lưỡi là ha.